Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Sạp. Và hôm nay tiếp tục giới thiệu bác một mẫu dòng Gian, địa hình là mountain bike, Gian XTC, model Gian XTC 820, nhằm phục vụ nhu cầu cho các bác ưa thích những dòng xe Gian XTC bánh vành 27,5. Thì lần này em về một chiếc với cái tông màu xanh đen bác nhá. Nhiều bác hỏi em về cái mẫu dòng Gian địa hình 27,5, nhất là dòng Gian XTC, thì nay em về thêm một cái model XTC 820 7,5. Và bây giờ xin mời các bạn mời đến chiếc xe. Vâng, vì nhà phục vụ các bác yêu thích những dòng xe địa hình trong thời gian gần đây, nhiều bác có nhu cầu hỏi mua xe địa hình dòng Gian XTC 800 820, thì nay em về thêm một chiếc nữa với cái tông màu xanh đen nữa nhé, 7,5, phục vụ nhu cầu các bác sử dụng dòng thể thao. Và những model của TC 800 và 820 này thì em đã giới thiệu cũng rất là nhiều thời gian vừa qua, một trong những cái mẫu mà địa hình rất là hot của bên em và rất là chạy. Hôm nay em về một chiếc cái tông màu xanh đen, tổng thể xe cũng còn rất là đẹp, tuy có một vài vết sứt nổi trên khung thôi đấy các bác nhá, vết sức nhỏ thôi, vết sức rất là nhỏ, cái xe khó hoàn chỉnh sử dụng rồi thì cũng không thể tránh khỏi được cái vết sức nhỏ như vậy thôi. Đây là một trong những cái mẫu dòng Gian địa hình rất là bán chạy luôn cả bên em. Xe được sử dụng với khung nhôm Superline hợp kim nhôm siêu nhẹm nhé, alloy ít Superline SL, cho chạy với bộ rơm sườn. Vì đây là một trong những mẫu dòng xe của thương hiệu mà Gian có con đồ Gian XTC trang bị được với vành bánh 7,5, nhưng mà cái bộ khung của xe rất là trường xe nhé. Cổ phốt chính hãng của Gian. Cái lóng cao su chính hãng của Gian. Nhưng mà nó xe xe sử dụng với bộ tay bấm xả chính hãng của Shimano SLX. Shimano SLX thì giúp của xe trên cả BOD luôn nhá. Cái phần cuối của dòng xe địa hình mountain bike rồi. Cái dòng xe cao cấp được sử dụng với bộ group SLX. Và chất sử dụng với cục phanh dầu thủy lực của chính hãng Shimano. Xe trang bị với khóa hành trình giảm tốc trên tay, rất tiện lợi cho các bác giảm tốc trên tay luôn. Bên phải em trang bị với bên tầng đĩa cũng là tay bấm xả chính hãng của Shimano SLX. Đằng sau sử dụng với cục phanh dầu thủy lực của Shimano. Đằng trước sử dụng với giảm tốc dầu chính hãng của Gian, nhưng bản thân xe giảm tốc 27,5. May ơi chính hãng của Gian, cũng bẩn theo xe. Sử dụng với vành DT Swift. Vành Thụy Sĩ, DT Swift thôi nhá. Trước lốp là 27,5. Lốp chính hãng của Gian luôn. Lốp zin theo xe 27,5 × 2.0. Xe sử dụng với núi trục rỗng của Shimano DOR. Núi trục rỗng của Shimano DOR. Và đĩa của Shimano DOR luôn. Bearing chính hãng của xe. Nguyên bản cho xe bearing chính hãng của Gian. Còn lần này em vé một chiếc size S. Đằng sau sử dụng với củ là Shimano SLX, được trang bị với 10 tầng lip. Mayer chính hãng của Gian. Vành DT Swift. Lốp nguyên bản theo xe, lốp zin cũng là lốp chính hãng của Gian. Lốp 27,5 × 2.0. Tổng yên chính hãng của Gian.
yên velo, yên silicon, nó rất là êm luôn nhá. Đấy, yên silicon của hãng velo này rất là êm. Đằng sau thì có giảm có sóc của yên xe đấy mà bác đi trên mọi địa hình rất thoải mái. Người chủ cũ nó thay thế. Vâng, giờ em xin tôi sẽ có đúng của khung xe. Vâng, chỗ có đúng của khung xe là size 42. Chiều ngang khung là size 53. Size S có thích hợp các bác là 1m6 đến 1m7. Sở trang bị với full group chính hãng của Shimano, đã lấy lên lít lên 10 tầng lít, 4 lít. Bên phải em là đối với sụp rỗng của DOG, gạt đĩa của DOG, đúng đĩa, lên đĩa. Bánh bánh 2.75 nữa. Chiếc clip cũng còn rất là mới. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe các địa hình cao cấp Sang XTC 820 khung hợp kim nhôm siêu nhẹ Superline, được trang bị với G-Loop Shimano SLX, đuôi trục rỗng vỏ DOD, bánh lên tới 6 ít, và cặp bánh lốp 27.5 zin lốp gian chính hãng, nguyên bản theo xe. Và xe giá tốt bên em là 11.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn nào quan tâm hẹn qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh, đồng hành góp cho ngày mai.